Vào buổi sáng ngày hôm nay, những chỗ cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố bị tấn công trong lúc này đang hồi phục trở lại. Đó là nước Nga bắn liên tục nhiều chỗ khác nhau ở bên Ukraine, nhiều thành phố khác nhau ở bên Ukraine mới hồi tối hôm qua putin đưa ra đe dọa đây không có phải chỉ nước nga làm vậy thôi theo một người xếp của hoa kỳ nói cho đài biết về cái chuyện mà bữa thứ hai bị tấn công vừa qua đó là bị ảnh hưởng rất là lớn ở bên ukraine về những cái chỗ phát điện và theo người xếp của Hoa Kỳ nói, đây là một cái làm cho có hại đối với những người dân sống ở bên Ukraine. Tối ngày hôm qua, một người chức trách của Hoa Kỳ nói cho biết và cả luôn người xếp trong lính cũng nói cho đài NBC News biết trong lúc này đó là những vũ khí họ đang gửi tới là đang nằm ở bên Ukraine và đây họ sẽ kiểm soát những cái súng ống mà đã gửi qua Ukraine ngay bây giờ như thế nào về chuyện của ông Joe Biden, hổng rài cũng đang khó chịu về của ông tổng thống ở bên Ukraine. Đó là vào tháng 6 vừa qua, tổng thống của ở bên Ukraine kêu gọi ông Joe Biden giúp đỡ thêm những vũ khí. Mới vừa tối hôm qua, những người dân ở bên Kiev thì họ phải đi lấy nước ở ngoài trời như vậy. Cô này nói từ hồi lúc chiến tranh tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bị ảnh hưởng về nước. Cô ta nói bị nước hư hại giống như bị cúp điện khó khăn vậy đó. Trong lúc này, họ đang đấu tranh trở lại. Đây là cách khoảng chừng ba chục phút thôi ở ngay một cái thành phố gần đó chỗ này là bị nước nga bắn vô ngay chỗ cơ sở điện cô này nói cho biết trong nhà của cổ hiện tại ngay bây giờ là không có điện không có gas cũng không có nước luôn khi con của cổ hỏi về cái chuyện quả tiễn bay trên đầu đó, có phải cái đó là xét đánh hay không? cậu nói cổ không có nói xạo với con cổ, cậu nói sự thật. Tôi nói với con tôi đó là cái rocket quả tiễn bay. Cô này cũng giống như cô kia có hai đứa con cổ cũng bị trường hợp như vậy không điện không nước không gas đại hỏi cổ giống như cô là một người mẹ mà đang bảo vệ con mình trong lúc này thì cảm giác như thế nào cô ta nói giống như ở trên thế giới tôi đây là một con cọp tôi đang bảo vệ cho con cọp con đứa nhỏ chín tuổi này nói không có cái gì mà để cho ấm hết và ban đêm rất là tối đứa nhỏ nói không có wifi thì cũng không có đi học luôn đại hỏi đứa nhỏ lần cuối cùng mà đi học là hồi nào đứa nhỏ nói tôi đây cũng không có nhớ là hồi lúc nào đi học nữa. Ngày hôm nay, đây là bên nước Nga, họ đang để ý tới cái cảng Black Sea của bên Ukraine. Nước Nga về cái chuyện mà hổng trài đưa ra hợp tác để mà cho những cái lúa mì đi đó. Ngày hôm nay nước Nga không có hợp tác gì nữa hết. Đây là bên Nga hiện tại là không có nói là an toàn cho những chiếc tàu rời khỏi cái cảng của bên Ukraine. Theo của Tổng thống bên Ukraine nói cho biết, cho dù mà nước Nga không có chịu đồng ý mà cho những tàu rời khỏi, họ cũng đưa tàu đi tiếp tục. Ngày hôm nay biết được có ba chiếc tàu đã rời khỏi cảng ở bên Ukraine.